xin chào các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với Hàn Quốc Sarang Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với luyện dịch sơ cấp 1 Cho quý bí, bón yọc yón bài số 9, nhà cửa Chúng ta sẽ có những cái câu dịch và cả những cái câu trắc nghiệm Đầu tiên đã đi vào câu là Ở phía sau dạp chiếu phim có ga tàu điện ngầm và sở cảnh sát Các bạn có ở đây Trong câu này chúng ta sẽ có cái cấu trúc là mua muối ta có nghĩa là có cái gì đó ở đâu đó đầu tiên danh từ gió hoa quản dạp chiếu phim tiếp theo là um, các bạn sẽ có ở phía sau ở phía sau sẽ là gì nhỉ ở là e hoặc là e do tùy ngữ cảnh cho trường này các bạn sẽ có e phía sau là tuy chúc tuy là sau phía là chúc tuy trục có nghĩa là phía sau tuy chúc ở phía sau và ga tàu điện sẽ là chia ha cho liệu chia cho liệu ga tàu điện ngầm sở cảnh sát là gì nhỉ kiếng chen sổ kiếng chen sổ sở cảnh sát thế thì các bạn sẽ có là một câu như sau các bạn có cấu trúc nhá danh từ chỉ địa điểm này gắn với e gắn với danh từ gắn với y hoặc là ka isoio hoặc 있습니다 thế thì ở phía sau dạp chiếu phim các bạn sẽ có là nhóm hoa quân thúy chú Kỳ ở phía sau dạp chiếu phim có mua mua các bạn sẽ có y và phía trước này sẽ là có cái gì đó thì bạn sẽ có dụ là ga tàu điện ngầm thì bạn sẽ có là chơi dạp sở cảnh sát sẽ là 경찰서 thế thì sở cảnh sát và ga tàu điện ngầm ở đây thì bạn sẽ có là 경찰서와 지하철역이 있어요 hoặc các bạn có thể đảo ngược lại là gì nhỉ? Giống hoa quân tuy chú kỳ Chí ha chơi và các bạn sẽ dùng với từ khoa nếu mà các bạn có đứng chỉ ha chơi yọc đứng đằng trước này thì sẽ phải dùng với cái từ nối là từ khoa bởi vì là cái danh từ ở đây kết thúc có phụ âm dưới chứng chanh so và nếu vậy các bạn sẽ đảo ngược ở đây không phải là cái tiểu từ y nữa mà sẽ là kha bởi vì là cái danh từ ở đây nó kết thúc từ so này nó không có phát chim 경화관 뒤쪽에 경찰서와 지하철역이 있어요. Hoặc 영화관 뒤쪽에 지하철역과 경찰서가 있어요. Khi các bạn đảo vị trí của hai danh từ thì các bạn cần chú ý những cái trợ từ, những cái liên từ nối cần phải thay đổi. Ở đó không phải là trạm xe buýt, trạm xe buýt ở đối diện tiệm bán hoa các bạn có đó chỗ đó ở đó sẽ là khó gì đó khó gì không phải là các bạn sẽ có 언니다 모모이코 언니다 không phải là cái gì gì đó thế thì chạm xe buýt điểm dừng xe buýt sẽ là 버스 정류장 버스 정류장 chạm dừng xe buýt 버스 정류장이 언니다 thế thì cột chì cột tiệm bán hoa cửa hàng hoa

tiệm bán hoa tiếp theo thứ sáu tuần sau là sinh nhật của ông tôi vì vậy tôi muốn mua một cái tủ sách và hai cái tủ giày chúng ta có ở đây thứ sáu tuần sau trạng từ chỉ thời gian đứng ở vị trí đầu câu 다음 주 금요일 다음 주 là tuần sau 금요일 là thứ sáu tiếp theo sinh nhật của ông tôi ông tôi sẽ là uri haraboji sinh nhật trong tiếng Hàn là sen il tuy nhiên khi mà cái từ sen il kính ngữ của nó là từ sen xin sen có nghĩa là sinh xin có nghĩa là thần tức là các bạn có từ sen xin là sinh thần giống từ quy xin là quỷ thần ấy thì từ xin sen xin này là một từ gốc Hán và được dùng với những người lớn tuổi thể hiện sự tôn kính tôn trọng 우리 아버지 생신 là sinh nhật của ông tôi dịch ra tiếng Việt thì vẫn là sinh nhật thôi tuy nhiên trong văn hóa của người Hàn Quốc thì chúng ta dùng cái từ này để thể hiện kính ngữ trang trọng 책장 한개 책장 한개 책장 là cái tủ sách 한 là một kè gọi có từ han là từ Hana đấy tuy nhiên theo sau của nó là cái danh từ chỉ đơn vị là từ khe, cho nên Hana biến đổi thành han 책장 한개 một cái tủ sách 신발장 두 개. 신발장 두 개. 하에두 자이. 신발장, 신발장을 두 자이. 두 개, 두 개. 테이 사고 싶다." 사원 무아." 여러분은 하나의 완 금요일이 은 공덕 이도도 우리 아버지 생신이에요." 우리 아버지 생신이에요. 생신이에요. 라싱턴 생약 của ông tôi. 그래서, vì vậy, 책장 한 개와 신발장 두 개를 사고 싶어요. muốn mua, muốn mua cái gì? mua một cái tủ sách và hai cái tủ giày thì các bạn sẽ có từ rơi đứng sau tân ngữ là một cái tủ sách này và một cái tủ giày. two 개, thì bạn sẽ có gắn rơi đứng sau động từ 사다. 사고 싶어요 muốn mua tiếp theo đây là nhà của tôi tôi sẽ mua ba cái bàn và hai cái ghế sofa do khi là đây nhà của tôi chế chip hoặc là uri chip đều được nhà tôi nhà của tôi table table các bạn hiểu là cái bàn đấy c k có nghĩa là gì nhỉ ba cái xe là ba ba cái và các bạn sẽ có ghế sofa là sofa two ghế two ghế là hai cái ghế sofa sofa two ghế Chúng ta sẽ có đây là nhà của tôi, các bạn thử nghĩ xem chúng ta sẽ viết như thế nào. Chúng ta sẽ có ở đây đáp án là. 여기는 제 집이에요. 저는 테이블 3개와 소파 두 개를 살 거예요. Các bạn có ở đây. 3 cái ba cái này. Oa mà nghĩa là và sofa sofa là cái ghế sofa tu ghế tu ghế là hai cái cái từ table ở đây các bạn hiểu là bàn có thể là bàn ăn bàn viết bàn làm việc nói chung hai cái ghế sofa sofa tu ghế 여기는 제 집이에요 저는 테이블 세 개와 소파 두 개를 살 거예요 sẽ các bạn có cấu trúc là động từ gắn với ư ri ư bằng nghĩa là sẽ làm cái gì đó Siêu thị ở đâu vậy? Hãy đi về bên trái viện bảo tàng. Mặt thư là siêu thị mặt thư. là đâu? Pháng mưu quản. mưu quản là bảo tàng, viện bảo tàng. Uyên trục. Uyên trục là bên trái. Các bạn sẽ có Uyên trục Rô Kha mang nghĩa là đi về phía bên trái. Các bạn có cái cấu trúc ấy, đó là động là danh từ chỉ địa điểm này gắn với ro hoặc uro kata có nghĩa là đi về phía về hướng nào đó. Động từ kata là đi. Uro là cái từ gắn sau danh từ chỉ địa điểm để chỉ ra cái hướng đến cái phương hướng. Thế thì về dịch ra có thể dịch là về phía về hướng. Yuencho kuro kata đi về phía bên trái, đi về hướng bên trái. Siêu thị ở đâu vậy? thư Matuka odieo. Bang bưu quan uyên chu Siêu thị ở đâu? Hãy đi về phía bên trái bảo tàng. Thì bạn sẽ có viện bảo tàng là sẽ đứng trước, sau đó là uyên chu bên trái đứng sau, và cuối cùng là hãy đi về thì bạn sẽ có kaseo sẽ đứng cuối, dịch ngược từ dưới lên. Tiếp theo, anh Nam muốn đi tới nhà vệ sinh. Anh ấy đã đi về bên phải nhà bếp

화장실에 là đi nhà vệ sinh, đi tới nhà vệ sinh. buộc buộc là nhà bếp. 오른쪽 là bên phải. 오른쪽으로 가다, đi về phía bên phải. Thế thì câu hoàn chỉnh là như thế. Các bạn có đây là 가고 싶어요, thể hiện cái câu chúc ước muốn của cái chủ ngữ ngôi thứ ba. Nếu mà nói tôi muốn đi nhà vệ sinh thì sẽ là 가고 싶어요. Còn anh nam thì sẽ là 가고 싶어요. Minjun à, cậu có muốn sống cùng tớ không? Không, tớ đã có bạn gái rồi, bạn gái tớ sẽ buồn đấy. chúng ừ, ta có là Na rang kachi na tớ rang kachi các bạn có từ răng hoặc là i răng mang nghĩa là với với lại và kachi là cùng răng khát là cùng với thì từ na, nà nó kết thúc với nguyên âm thì các bạn sẽ gắn với răng còn ví dụ như là đằng trước là một danh từ kết thúc với phụ âm thì bạn sẽ gắn với i răng 나랑 같이 공부했사다 살다. 살다. s 여자 친구. 여자 친구, 반가 여자 친구가 있다. 여자 친구가 있다. gái. 슬프다. 슬프다. buồn. 슬프고 간벌 거예요. sẽ buồn. chúng ta sẽ có uh, là gì nhỉ? 민춘어. sa 같이 살래요? 민준아 à? Các bạn có từ ai? Là cái từ dùng để hô gọi một cách thân mật Thế thì Minjun nó kết thúc với nguyên với phụ âm Nên các bạn sẽ gắn với A Còn nếu như cái trường hợp mà Danh từ mà kết thúc với Nguyên âm không có phát chim Các bạn sẽ gắn với Ya Chúng ta sẽ có như sau 민춘아, 나랑 같이 살래요? 아니요, 저는 친구가 있어요. 친구가 슬플 거예요. 여자친구가 bạn gái tới ấy 슬프다, bỏ ta gắn với real coil. Bạn gái tớ sẽ buồn đấy. Tôi đã sử dụng cùng nhà vệ sinh với các bạn ở ký túc xá hoặc các bạn um, chuẩn hơn rất là tôi đã cùng sử dụng thì nghe nó sẽ thuận hơn đúng không? Chúng tôi cũng đã sử dụng cả nhà bếp nữa chúng ta sẽ có ký túc xa là ký túc xá này ký túc xá ấy đó ở ký túc xá này các bạn sẽ có tiếp theo cùng với các bạn cùng với các bạn sẽ là sinh cô tư qua cả chi qua gạch chi hoặc là ý rằng cả chi cũng được ý rằng cả chi hoặc là qua cả chi sinh cô tư qua cả chi cùng với các bạn tiếp theo hoa trang xì rơi sao hả ta

나는 또 기숙사에서 어 기숙사에 친구들과 같이 공부해 가봤어요. 화장실을 사용했어요. 우리는 주방도 사용했어요. 중도에 꼭다 쓰읍 cả nhà bếp nữa. 또 sống một mình ở c h u n g cư. vì vậy rất là tiện. phía trước c h u n g cư có ga tàu điện. 아파트에 혼자 살다 là sống một mình ở c h u n g cư.

아파트에 혼자 살아요. 그래서 아주 편리해요. Vì thế rất là tiện. 아파트 앞에 아파트 앞에 ở phía trước của chung cư thì 지하철역이 있어요. 지하철역이 있어요. có tàu điện ngầm. Em gái tôi thì muốn sống ở bên cạnh tiệm bán hoa, mỗi ngày mua hoa hồng và tặng cho mẹ. Các bạn sẽ có chê yếu đung Che yó đông sen, em gái tôi Cốt chíp, cốt chíp Cửa hàng hoa, tiệm bán hoa Mê yil, mê Mỗi ngày Trang mi rưu sa đạ Trang mi rưu sa Mua hoa hồng, trang mi là hoa hồng nhé Ômô ni kê thư ri Tặng cho mẹ Thư ri là cái kính ngữ của từ chư đà Kê cũng là kính ngữ của Ê kê của hàng thể Ômô là mẹ

cắm hoa rồi mua hoa hồng rồi, ông muốn gì kệ, tặng cho mẹ. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần câu hỏi trắc nghiệm, các bạn hãy chọn đáp án đúng. 방미관이 서울 공원 옆에 있어요. 서울 공원 앞으로 오세요. có nghĩa là bảo tàng thì ở cạnh công viên Seoul, hãy đến trước công viên Seoul bảo mưu bảo tàng thì Seoul công viên dọc hế Isoyo có ở bên cạnh dọc là bên cạnh Seoul công viên công bên cạnh công viên Seoul Seoul công viên Apuro Oseo hãy đi đến phía trước của công viên Seoul Nancy thời tiết thứ hai là khá dòng gia đình thứ ba là uy chi vị trí thứ tư là hắc trường học thế thì các bạn xem xem cái câu trên nó nói về cái chủ đề nào

cố chia lúc 7 giờ thì ý đo năm nhỉ là thức dậy bận rộn nhưng mà 7 giờ mới thức dậy thì mình thấy vẫn là hơi muộn đấy khi vàó toí vào lúc 8 giờ chia choókhăm nhỉ ta đi về phía tao định ngầm lúc 8 giờ chúng ta sẽ có nay là tuổi thứ hai là vui còn đồ đạc thứ ba là chi cóp nghề nghiệp thứ tư là suy càng thời gian không phải nói về tuổi đúng không? Không phải nói về đồ đạc, cũng không phải nói về nghề nghiệp. Và chúng ta sẽ có ở đây các khoảng thời gian 7 giờ, 8 giờ này xong rồi 아침, này buổi sáng này. Vậy các bạn sẽ có nói về chi cả thời gian đáp án thứ tư. Tiếp theo 미용실에 같이 갈래요? 화시하고 수빈 씨가 기다립니다. 미용실에 같이 갈래요? Có nghĩa là cái tiệm làm tóc. 같이 là cùng 갈래요 Kha ta là đi riêu léo đôi câu hỏi có muốn làm cái gì đó không? Thế thì có cùng có muốn cùng tớ đến cái tiệm làm tóc không? Hoa si -sì, bạn Hoa và Subin si -sì và bạn Subin hao cô mà nghĩa là và khi ta đi nhỉ ta khi ta đi ta là đợi Hoa si hao cô khi ta Hoa và Subin thì đang đợi đấy. Thứ nhất là kajok gia đình, thứ hai là 친구, bạn, thứ ba là kyo thùng giao thông và thứ tư là nán trà ngày tháng. Các bạn chọn đáp án nào? Nói đến gì? Có muốn cùng tôi đến cái gì đó thì các bạn có đây là đang nói về đang rủ dê. Thứ hai là các bạn hoa, bạn subin đang đợi như vậy các bạn hiểu đây là nhóm bạn với nhau thì các bạn sẽ chọn đáp án là 친구 택배요. 택하고 왔을까? 시장이 버스 정류장 옆에 있습니다. 같이 갈래요? 시장, 시장하자. 버스 정류장 옆맨 끝까지 없는 새빛 모모에 있습니다. 같이 꿈 갈래요? 머리 꿈컴. 약속, 약속을 꼭 해. 둘, 하이 란. 집, 냐, 둘, 하이 란. 위치, 둘, 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 muốn đi cùng không? Các bạn ghi nhớ cấu trúc động từ gắn với đi léo dùng họ một cách thân mật là có muốn làm cái gì đó cùng không? Nếu thế thì ở đây nên dùng với install thì nó sẽ tự nhiên hơn nó nó tương đồng với phía trước với sau hơn. Pause giống như trang dòp e install như vậy các bạn ở đây là gì? Đáp án nào thì nó 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 sát nhất với cái câu trên? mình nghĩ là sẽ là vị trí vị trí đúng không chợ nằm ở cạnh trạm xe buýt nhà cửa thì cũng không chính xác học hành thì cũng không giác sốc là cuộc hẹn thì cũng cũng không phải bởi vì nó không nói đến thời gian hẹn hay gì và như vậy chỉ có là vị trí vị trí đáp án chính xác tiếp theo 제 집에 về 식탁이 있습니다 신발도 있습니다 chê chỉ về ở nhà của chúng tôi ở nhà của tôi thì xịt thắc là cái bàn ăn ít ta có bàn ăn xin bày sim là cái tủ giày sim bày tủ cái tủ giày thì cũng ít có thế thì các bạn sẽ có đáp án nào thứ nhất là đại thứ hai là kêu thùng giao thông thứ ba là kha đồ dùng gia đình thứ tư là giặc cuộc hẹn có bàn ăn có tủ giày như vậy là khâu đồ dùng gia đình đúng không rất là dễ rồi tiếp theo 엄마와 시장에 갑니다 ở đây thì là một dạng bài khác các bạn hãy chọn đáp án và điền vào vị trí trong ngoặc 엄마와 시장에 갑니다. 과일을 삽니다. 재소 삽니다. 엄마와 với mẹ này 시장에 갑니다. đi đến chợ với mẹ đây hiểu là trò nên tôi đi đến chợ với mẹ Khoa il, hoa quả, xăm nì Có nghĩa là mua Khoa il, sắp nì Mua hoa quả này Chè sổ -so là rau, xăm Mua rau Các bạn sẽ có thứ nhất là y Có nghĩa là này Thứ hai là hoa Y mà nếu đặt chè, chè -so và y Thì nó không có cái gì gọi là đúng là Liên kết đúng không? Thứ hai là quả Mua với rau Tôi đi chợ với mẹ chúng tôi mua táo Mua với rau thì cũng không hợp lý đúng không? thứ ba là ế so che so xăm nỉ ta mua ở rau cũng không đúng đúng không? vậy chứ đáp thứ tư là thù chúng tôi mua táo này à mua hoa quả các bạn sẽ có đây là gì nhỉ hoa quả giúp mình nhé sau qua mới là táo còn khoa in là hoa quả nếu các bạn muốn dùng với táo thì sẽ là sau quả còn hoa quả là quả in thế thì che so tú xăm nỉ ta tôi đi chợ với mẹ này chúng tôi mua hoa quả và rau thì cũng mua hoặc là gì nhỉ và cũng mua rau nữa như vậy đáp án thứ tư là đáp án chính xác thứ hai chim đề có mua muối ít xưng cái giường chim là cái giường mua muối ít xưng có ở thứ nhất xe thác sù tiệm giặt là đúng không thứ hai là miêu <laughs> tiệm cắt tóc thứ ba là hoa trang xì nhà vệ sinh thứ tư là chim <laughs> xì phòng ngủ đúng rồi, giường ngủ thì ở phòng ngủ chứ. Đáp án thứ tư là hợp lý nhất. Tiếp theo, có chi đề thác có 있습니다. 하지만 뭐, 뭐, 없습니다. 거실, 거실 là phòng khách, thắc cho là cái bàn hago và sofa ghế sofa 있습니다 nỉ có tức là ở phòng khách thì có cái bàn và cái ghế sofa. 하지만 nhưng mà cái gì đó 없습니다. không có. Không có cái gì thứ nhất là SHIGE Thứ hai là television. Thứ ba là moon. Thứ tư là chinde là giường. Ừ. cái câu này thực ra đáp án nào thì cũng đáp án số 1, 2 thì đều có khả năng đúng không cho nên là ở đây mình sẽ bổ sung thêm một chút nhé. Hajiman. Các bạn sẽ có đây mình sẽ thêm một cái tiểu từ là y nếu đây có cái tiểu từ là y thì các bạn sẽ chọn đáp án nào? Sẽ chọn là Telebitoni Opsumnita Đáp án số 2 Thực ra đây là có cái tiểu từ y nữa đấy Tiểu từ y, tiểu từ y Nhưng mà mình quên mình không biết vào Nếu các bạn dùng với là shike thì nó không hợp với y Mà phải là shike cả đúng không? Moon thì cũng chính xác nhưng mà thường là nói về cái không gian trong phòng khách đang nói về đồ vật trong phòng khách thì các bạn dùng với từ moon không hợp lý, chim thì càng không hợp lý bởi vì phòng khách thì có ai để giường đâu đúng không?

tôi đi đến cái tiệm giặt là xe thắc sổ băng chip là cái cửa hàng bánh mì ô rân chục là bên phải khăn nghề ta đi các bạn sẽ dịch là bây giờ tôi đang đi đến tiệm giặt ủi tiệm giặt là đi chấm chấm bên phải tiệm bánh thực ra theo tiếng việt là hiểu là gì nhỉ đi về phía bên phải thì các bạn sẽ có cái từ về phía là như nào thứ nhất là ý do ý do là ở thứ hai là ừ thứ ba là ư -로 thứ tư là e. Các bạn sẽ có đáp án là đáp án số 3, 오른쪽으로 <laughs> đi về phía bên phải tiệm bánh mì. Cái từ đâu ấy nó chỉ ra cái hướng đến không cụ thể chính xác. Cho nên là các bạn hiểu là về cái phía đó. Còn nếu như chúng ta dùng với "빵집 오른쪽에 ta thì các bạn hiểu là đi cũng dịch là đi về bên phải tiệm bánh mì nhưng mà bởi vì là cái xe thác xô ấy cái tiệm giặt là ấy nó chỉ là ở cái hướng ở cái phía cùng với lại là tiệm bánh thôi chứ nó không phải là ở tiệm bánh cho nên trong câu này các bạn không thể dùng với từ e các bạn hiểu như là e nó chỉ ra chính xác cụ thể cái cái điểm đến còn cái từ euro ấy, nó chỉ ra cái phía thôi nó chỉ chung chung về cái phía thôi và cái từ xe thác xô tiệm giặt là ấy thì nó cũng ở gọi là gì nhỉ nói chung chung là nó cũng ở cái phía cùng với tiệm bánh chứ không phải là ở tiệm bánh cho nên là các bạn chỉ trong cái này chỉ dùng với ư đô không dùng với e. Nó khác nhau như thế. Khi mà dịch ra thì nhiều khi sẽ dịch euro và e mang nghĩa là cùng dịch là đi về phía nào đó. Dịch nghĩa tiếng Việt nó giống nhau, tuy nhiên về cái vị trí trong không gian ấy của cái địa điểm nó khác nhau cho nên là các bạn cần phải chú ý. Rất là nhiều bạn dễ nhầm euro với lại e dùng sai. Đó vừa rồi là chúng ta vừa cùng nhau đi vào dịch và lựa chọn các đáp án của bài Bài số 9. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận thông báo về video bài học mới nhé. Video sau thì Phương sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái phần luyện dịch của bài số 10, luyện dịch sơ cấp 1. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Hàn Quốc Sở Răng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.